Ôi sao bạn, và hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Valet đi rừng với bộ trang phục vô cùng tươi mát và tuyệt bãi biển. Và nhớ là khi đi rừng anh em sẽ gánh lên rồng đầu tiên. Đó, vì các bạn gánh lên rồng đầu tiên thì sẽ có rất là nhiều lợi thế. Rừng team bạn lại còn đang ở đường giữa thủ lên kìa. Đây là cơ hội rất lớn rồi. Đập trụ luôn bạn ơi, ăn được trụ này. Và trong phiên bản này, mình sẽ trình bày các bạn một cái nối trang bị đi rừng nó hơi dị so với phong cách đi rừng cũ của anh em cho vị tướng Valet. Bởi vì trong phiên bản beta 17 này, trang bị đi rừng của Valet là cái kiếm truy hồn, nó có nội tại. Nội tại mới nó chỉ dành cho những vị tướng đánh gần thôi. Còn nếu anh em lên đồ cấp 3 của kiếm truy hồn thì nó lại hơi phí. Các bạn chỉ dừng lại ở món đồ là đao truy kích thôi. Đao truy kích là món đồ cấp 2 của kiếm truy hồn nha, thì có tác dụng là tăng công của lý thôi. Đấy, đồ thứ tự lên như sau anh em ơi. Đầu tiên là các bạn lên cái lựa thợ săn. Đầu game mà anh em nào đi rừng cũng phải mang cái đồ đấy. Sau đó anh em lên cái giày du mục cho mình. Sau khi hoàn thành giày du mục thì anh em sẽ quay lại lên cái đao truy kích. Đao truy kích xong thì anh em lên thương xuyên phá cho mình luôn nha. Đấy, và trang bị cụ thể các bạn theo dõi bên dưới. Có mấy cái món đồ đầu là mình nói rõ để anh em hiểu rõ hơn thôi. Ok, và trong clip này mình sẽ tiếp tục làm video clip tặng fan link của bạn Linh, một bạn gái tên là Linh, trong game là hai anh em Linh. Video clip thì cũng không có tính chất sự kiện đặc biệt gì, chỉ có là một clip kỷ niệm của bạn Linh, một fan lâu năm của Mô Việt thôi. Và chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và xinh đẹp, ngày càng xinh đẹp nha. Rồi, ôi trời ơi, vào lỗi rồi. Cậu đấy tính đam hơi lỗi. Chưa đủ đam mà chơi kiểu farm đấy là con quái nó chạy ngược về là tốn thời gian gan farm gấp đôi em ơi. Rất là thốn. Cái kiểu trang bị này hiện tại các game thủ chuyên nghiệp sử dụng rất là nhiều. Bởi vì anh em thấy đấy, cái nội tại của cái món kiếm tri hồn trong phiên bản beta 17 nó chỉ dùng cho những vị tướng đánh gần thôi, tăng sát thương. Mà đánh gần mới có tác dụng, đánh xa không tác dụng nha. Đẩy trụ luôn này. Lợi thế của sát thủ là đẩy trụ mà. Rồi rồi, thôi cho Ma Đốc về thủ. Quay lại đẩy bạn ơi. Đẩy trụ 2 này đợi hơn này. Rồi có ôm ma thủ. Cố gắng. Rồi, một hit nữa thôi. Ok, mình có lan độ là một phát nữa là lùi trụ này. Đấy. Nhiệm vụ của chúng ta chơi game Mobile là phá trụ. Ở đây các bạn chơi chiến thuật là đẩy trụ là chính, chứ đừng chơi chiến thuật là cứ thấy chỗ nào giới địch lên cao là các bạn ra ăn mạng gì đó. Nói chung là ăn mãi cũng thế thôi. Mà không phá trụ được thì không thể giành chiến thắng sớm được. Và có thể là nếu mà team bạn chất tướng khỏe hơn, lấy game có thể là kèo đấy anh em ơi. Lợi thế đang thuộc về team mình. Mà đây là kèo thì hơi bị cay đấy. Những bạn nào mà đang ở đầu trận ép team bạn gọi là ép thật lực, nhưng mà cuối trận do chất tướng khỏe hơn vẫn thua đấy, nên các bạn cầm vị tướng như kiểu Valet ấy, các bạn cố gắng ép trụ sớm cho mình, có cơ hội là phải phá trụ luôn. Với tầm bắn của Valet và theo lát của team mình ấy, có thể đứng ở ngoài phá trụ rất là ok, nên các bạn phát huy cái điểm mạnh của những vị tướng xa thủ này nha. Ở con bạn Ngọc cho vị tướng Valet thì mình vẫn sử dụng như trước nha. Có trang bị thì nó hơi dị chút xíu thôi. Rồi, Triệu Vân này. Van Hên này, Van Hên chết chắc của mình rồi. Ở phía dưới Malok cân đôi. Cố lên bạn ơi, mình đang đến đây. Ném chiêu 2 này, các bạn nhớ nè. Trong phiên bản này các bạn sẽ nhớ sử dụng nhiều kỹ năng vào. Tức là chiêu 2 và chiêu 3. Rất là quan trọng với Valet, chứ không chỉ mỗi chiêu 1 đâu. Nhớ là em chiêu 2 chuẩn xác, còn em chiêu cuối chuẩn xác kết thúc đúng địch. Đấu rỉa vô cùng tốt. Và chiêu 2 chiêu cuối cũng tăng tốc độ farm của Valet lên rất là nhiều, nên các bạn cố gắng dùng nha. Phiên bản trước các anh em không phải cầu kỳ sử dụng cái kiểu chiêu 2 chiêu cuối nhiều đâu. Nhưng mà phiên bản thì hiện tại ở phiên bản beta 16 là các bạn phải dùng nhiều rồi. Buồn quá anh em, nếu anh em mà chơi fan của Valet thì biết là Valet sẽ giảm sức mạnh khá là nhiều. Và bắn không còn phê như trước nữa. Rồi, có chiếc cuối có luôn mạng kìa. Đấy anh em thấy chiếc cuối ăn mạng rất là phê. Rất là dễ và đơn giản.
Bảng ngọc cho Violet thì nếu anh em mà chưa biết thì dùng như sau. Ngọc đỏ là các bạn sử dụng bảng ngọc 1,6% tỷ lệ chí mạng cho mình. Ngọc tím thì anh em sử dụng 2 đẳng ngọc. Ngọc đầu tiên là ngọc 1,6% hút máu 5 viên. Và ngọc thứ hai là 1% tốc chạy và 1% tốc đánh. Ngọc lục thì chắc chắn là công lý và xuyên giáp rồi. Kìa cần một hit nữa. Rồi. Ok, thấy. Hai xạ thủ bắn trụ ở ngoài tầm trụ luôn. Thực sự là quá là phê. Một đường rồi anh em ơi. Đừng để Triệu Văn Lết nha. Triệu Văn Lết thì quá nguy hiểm luôn. Cả Kali nữa. Thực sự là mình test lại Valet cũng khá nhiều trong ngày hôm nay. Cảm thấy là đánh cái khả năng gánh team nó không còn bá đạo như trước nữa. Nhất là ở mức rank của bạn Nin hiện tại là bạn anh sắp kim cương rồi. Với cái 1 thì mình cảm thấy là nếu mà đánh xạ thủ như kiểu Valet mà không có bảo kê thì gánh team lại càng khó hơn nha. Rồi, ấy cái con Dodo bị bỏ đời kìa. Đập luôn. Tịt châu gác bếp Furry. Cổ thân tanker em ơi. Bị bắn nát mông mà đồng đội vẫn bỏ chạy. Mặc dù là Triệu Vân vẫn full kê máu. Từ. Đi làm gì bạn ơi? Không một đầu cáo ơi. Ném chiêu 2 vào đầu này. Cho con vịt chơi đấy con. Bộ trang phục này có lẽ là bộ trang phục này quá là tươi mát đi. Nên có thể là cái khả năng tập trung của mình nó không đạt đến 100%. Rồi. Hai trụ, hai đường. Trụ đường giữa luôn này. Ba đường luôn này. Chạy. Choáng ơi. Ơi choáng. Ô mai chuối sao? Sao choáng kinh thế nhở anh em ơi. Choáng lên tiếp luôn. Đồ cuối cùng là các bạn lên cho mình một món đồ công nữa. Đó là cái lanh clear. Sau khi full đồ rồi thì các bạn sẽ bán cái đao chư kích lên các bạn lên cái giáp hộ mệnh hoặc là lên kiếm Muramasa. Thế thì trận đấu thôi, trận đấu nào có bảo kê quá cứng, bảo kê quá tốt thì các bạn nên kiếm Muramasa bắn cho sướng. Còn nếu bảo kê chưa được tốt và thường là anh em sẽ lên cái giáp hộ mệnh sau khi bán đao chư kích đi nha. Hoặc là các bạn có thể là đợi lên xong cái kiếm Ravasa rồi bán cái giày đi lên giáp hộ mệnh. Rồi net game rồi anh em lên đồ nó điều chỉnh như vậy thôi. Đồ rồi ôm ma chết chắc rồi. Lên cao vậy bạn ơi. Bây giờ mình nghĩ là team bạn chỉ có là đi chung phòng thủ thôi. Mà thủ rất là khó khi mà team mình anh em thấy đấy. Cái đội hình nó như thế này. Hai xạ thủ bắn trụ ngoài tầm trụ. Thì đỡ kiểu gì đây. Ép một phát là nát trụ thôi. Các bạn ôi một lội gần chết kìa. Các bạn muốn bắt mình à, không được đâu. Không được đâu. Triệu Vân này mình sẽ lợi dụng cái bờ tường mình lội qua nha. Đó. Mình có cả cái quyền năng hắc ám mà anh em ơi. Anh em không phải sợ chết đâu, hổ báo lên. Bắn rất là phê. Vẫn bắn được anh em ơi. Không phải về làm gì. Này đi. Này. Ở đấy đây các bạn ấy giết được mình rồi, mình có quyền năng hắc ám, mình vẫn sống nhan răng. Ok, có lẽ là video clip của mình đến đây hết rồi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.
Mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được một bài tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo cùng chơi game là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Hello mọi người, đặt hẹn leo rank của mình nhé. Cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chờ gì nữa? Hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào! Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống,